có lươn giống Malaysia. Xin kính chào quý khách. Lươn giống này size 500 con một ký. Rất vàng và rất đẹp. Lươn này đã lọc xong rồi giao cho khách Kiên Giang. Trước khi giao giống cho khách, Lâm quay cho khách kiểm tra chất lượng con giống trước nha khách. Size này 500 con một ký. Lươn vàng đẹp chất lượng, con giống khỏe, nuôi mau lớn ít hao hụt. Khi giao giống cho khách, bên Lan có bản hướng dẫn kỹ thuật cho khách nuôi, khách mới bắt đầu nuôi cho đến khi nuôi ra thương phẩm luôn. Con giống rất vàng, rất đều và rất đẹp. Quý khách nào mới bắt đầu nuôi lươn có thể là nuôi con lớn hơn, đến khi biết nuôi rồi có thể lấy con nhỏ hơn nuôi nó sẽ hiệu quả hơn. Hôm nay giao khách Kiên Giang 2000 con, size 500 con một ký. Size 500 con một ký này về có thể là cho ăn cám viên được luôn rồi nha khách. Cám viên mà nếu mà muốn lươn mà ăn được nhiều mà máu lớn á, thì trộn thêm trùng quế vô, cho thêm vitamin C mình tiêu hóa vô nữa. Size 500 này rất đẹp, rất đẹp. Cảm ơn khách hàng gần xa đã ủng hộ lươn giống Hoàng Lan. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Chúc quý khách thành công.